về từng tỉnh luôn để cho quý bà con bác ở dưới mà có thích chương trình thì mình đến mình xem cho nó tiện. Dạ chào chị. Dạ bây giờ hai anh chị giao lưu một đoạn hả, ca cổ hay là nhạc? Bài tân cổ. Một câu đi, một câu đi, tại chương trình mình không có thời gian ha. Dạ đừng, anh đừng có gõ mít nha. Dạ bây giờ hai anh chị hát bài gì? Dạ biết đâu nè, biết đâu nè. Anh Châu Thanh là nhà sĩ ưu tú tổng tiên là mình cứu thần tượng của hai đứa. Dạ rồi mình hát bài đó. Bài gì em? Bài đó là bài gì anh? Bài chín đoạn Vũ Hán luôn hả? Nguyệt Hậu Dương. Dạ hai câu. Hai câu hả? Đứa câu ha. Đưa micro lên nói chuyện mới nghe nha. Dạ. Dạ rồi, rồi giờ bà có bác cho anh tên gì? Anh tên gì? Anh Thanh Tùng Thanh Loan. Anh đưa micro cho mới nói chuyện. Thanh Tùng Thanh Loan. Dạ. Tại bà con bác không quen ở dưới, nhiều khi mình làm vườn, làm ruộng, làm hồ, mình không có cầm cái micro cho nên không quen. Rồi giờ bà con bác cho anh Tùng với chị Loan một tràng hổ tay để mở đầu chung đêm nhạc hôm nay với mình giao lưu ạ. Có nhạc, có nhạc. Lên đó luôn hả? Thôi đứng đây đi hát rồi. Không bối rối luôn. Đang dưới xà giùm năm theo. Hôm qua. Nè, quay đây nè. Sao nó trốn không vậy? Quay qua đây nè. À đóng tuồng hả? Dạ. Dương Thảo Lan. Tôi có chỉ là một cái ăn mày tàu đường xóa trời. Vậy đó, tôi thấy đi làm gì? Tôi bắt về con gạo. Tôi biết là một cái ăn mày tàu đường xóa trời. Nhưng hôm nay tôi tới đây không phải dục ý khắp thực hàng ngày. Vậy ông muốn gì? Tôi muốn nhìn lại nhân giác của bà. Này bà hãy nhìn cho nhỏ một lần.
Quý bà con cô bác mình có thời gian để mình ổn định chỗ ngồi để mình thưởng thức những cái tiết mục văn nghệ trong tối đêm nay. Và mở đầu chương trình hôm nay, tôi vừa sẽ mời quý bà con bác đến một tiết mục mà của hai bạn thí sinh, của hai anh em song sinh đến từ chương trình Ngôi Sao Việt Kiều mùa 2, cũng rất được quý bà con cô bác yêu thương. Dạ.